Mừng chào các bạn trở lại với kênh Bầm Vô Bờ Láo. Rồi ok các bạn, hôm nay thì Bầm Não Mận sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao chúng ta đi được cái map gì các bạn. Cái map Nopal này nè, nhanh nhất có thể bằng 2 unit thôi. Đó chính là sử dụng con Santa TV và cái con chắc... Thằng nào? Ê, nó có cái quần gì xanh xanh kìa. Trời. Ủa còn cái mặt đâu rồi em trai? Rồi sao cái mặt, cái bộ đồ gì kia vậy? Nó thằng này nó cái đâu nó ra bộ đồ gì nè. Tao đang định review cái tự nhiên ra thành tao review mày luôn á. Rồi, phân tích bí ẩn. Tại sao lại có một cái người chơi nào đó có cái bộ đồ giống Bùm như vậy? Rồi nó còn có cái quần mới nữa nè. Thôi các bạn, nói luôn với các bạn, đây chính là bạn Lù, một cái admin trên Discord của Bùm ngang. Thôi kệ nó đi, bỏ qua nó đi. Bây giờ nè, mình review nè. Là bây giờ hả? Mình sử dụng một cái con Santa TV Man và một con chép TV Man để mà chơi map Nopal. Rồi, hứa với các bạn lần này là không có quảng cáo gì trên hết, nhào vô là chơi game luôn nè. Ok không? Bumroblox.net, shop bán unit toilet tower defense cực kỳ uy tín. Bumroblox.net, shop bán unit toilet tower defense cực kỳ uy tín. Bumroblox.net, im cha nó đi, vô game kìa. Đi nhậu quảng cáo có chút xíu có gì đâu. Khó khăn chi vậy, coi có mười mấy giây mà tự nhiên còn khó khăn với anh ta chi ha. Bây giờ cái con Santa TV Man này farm tiền thì khỏi phải nói đến luôn, nó phải dùng cái từ gì tuyệt vời. Các bạn phải sử dụng con Santa TV Man. Lúc trước là Bầm hay xài con Pumpkin Farmer, bây giờ là xưa rồi. Diễm ơi, bây giờ không còn cái thời gian nào nữa mà sử dụng cái con Pumpkin Farmer. Tuổi gì mà Pumpkin mà phải so sánh với Santa TV được. Đúng không? Và hôm nay nè, Bầm Não Bự chơi với các bạn là chơi như thế nào? Để nói cho các bạn nghe kỹ nè, chơi không để lọt luôn. Không có để nó lọt con nào luôn, để chi? Để chút nữa chúng ta nhận thưởng đó, chúng ta nhận đầy đủ luôn. Nó chơi là phải chơi tới cỡ đó, người ta mới sợ mình. Đúng chưa? Mày bơi vô đây, Ủa, 400 tiền mới xây được nữa hả? Ê, nó lọt nữa rồi, Không sao các bạn, sợ xây con nữa luôn. Không cho lọt nha. Đã chơi là gì? Kinh Bùm Não Bự bữa hôm trước rồi còn gì? Bùm hoàn hảo rồi, lúc mà chơi game mà gọi là kinh dị là Bùm Càng Đảm. Mỗi game nó có một cái tên riêng nha các bạn. Gọi là những cái bạn nào mới á, các bạn mới xem kinh Bùm á mà các bạn thấy là ủa sao cái ông nội này hả, tên gì ạ? Nó đủ thứ tên á. Không sao các bạn, là từ từ làm quen đi. Tại vì Bùm hoàn hảo mà, cho nên á là hả, chơi game á là nó có đủ thứ á cho nó. Không có gì đâu nghe. Rồi nè, bây giờ hồi nãy giờ sậm cứt chưa có nói rõ đúng không? Rồi, quay đầu tiên các bạn xây một con Santa TV Man lên. Rồi quay thứ hai là xây con này. Đến quay thứ hai đủ tiền là xây liền cái con này cho Bùm nghe, để mà đép không cho nó vượt qua. Rồi sau đó gọi là chúng ta up cái con này lên level 2 luôn nè. Ổn định chưa? Quá ổn định luôn. Đép được rồi thì up Santa TV Man lên cho Bùm. Hai con unit này có thể giúp cho các bạn vượt qua cái map Nopal này bằng cái gì ạ? Thì bằng cái thời gian nhanh nhất chứ bằng cái gì nữa. Xem kinh Bùm kỹ năng là tự hiểu rồi. Rồi bây giờ khoan, hãy up cái con này lên, nó đủ đép rồi. Bây giờ cứ up con Santa TV Man lên đi cho Bùm. Đép được, không có lo đâu. Ở dưới này Bùm cũng xây thêm con này nữa mà. Nhầm nho vậy nhưng mà chút nữa các bạn mới thấy là kinh Bùm kỹ năng là kinh như thế nào. Tại sao lại sử dụng cái con Santa TV Man và con Chef TV Man mà có thể chơi map này nhanh nhất? Và nhanh nhất là nhanh nhất như thế nào? Nhanh nhất ở chỗ gì? Thì từ từ đi, coi tới cuối clip là sẽ hiểu hết liền à. Không có phải gấp, không có phải vội vàng gì đâu nghe. Dễ dàng lắm. Bùm hướng dẫn là hướng dẫn gọi là gì? Chi tiết cụ thể. Ok chưa? Thấy là thấy xây ở đây thôi. Chút nữa đi, chút nữa mới thấy gọi là xây ngay cái chỗ nào để mà nhanh nhất nha. Bây giờ thì nếu mà nó đép đủ rồi, chúng ta cứ việc farm. Rồi nghe nè, lỡ mà nó có lọt xuống dưới này nè các bạn, kệ nó. Có nghĩa là nó đi qua bên này nè, kệ nó, không có quan tâm nha. Ê, ví dụ như con này chắc chắn lọt rồi, phải up lên mới được. Tại vì cái con fork này nè, con quỷ fork toilet nè, đi ngang cái bắt đầu làm choáng mình nè. Up nó lên liền, có nghĩa là sao? Quay thứ 10-11 đó, up nó lên để đép. Rồi con lái, quay trở lại đây farm tiền chứ sao? Diễm hỏi nữa, chuyện đơn giản gì hỏi nữa? Hỏi là hỏi những chuyện khó. Chơi kinh Bùm kỹ năng là hỏi những chuyện khó thôi, đừng có hỏi mấy cái chuyện đơn giản đó. Giải quyết gọn
gàng giải quyết nhẹ nhàng. Rồi, câu hỏi tiếp theo nè. Tại sao đặt cái con chép TV Man ở đây mà không đặt ở đây, đúng không? Ủa ngộ gì ta? Ta giải thích cho kỹ lưỡng, giải thích cho cụ thể nè. Khoan khoan, để up lên đi rồi giải thích nè. Ủa, chưa đúng hay tình. Bản luôn con này, bản luôn con này. Úp qua con này. Khi mà úp mát lên á, nó đánh qua được tới bên này luôn. Và ha, những cái con toilet này nè, dù gì nó cũng sẽ đi qua đường này. Cho nên khi các bạn đặt ở đây nè, các bạn thấy không? Đặt đây luôn luôn, thấy không? Như thế không? Nó là nó đánh được trước những cái con bên này, rồi sau đó nó giải quyết qua bên này và ở dưới này nữa. Thấy chưa, thấy chưa? Bùm kỹ năng là chỉ các bạn tới như vậy. Rồi các bạn sẽ nói nè, ủa bây giờ nếu mà xây theo kiểu này á, rõ ràng một điều á là nó sẽ bị gặp vấn đề là không thể nào farm nhanh được, giống như cái việc gọi là cho nó lọt qua. Nhưng mà cái thử thách của mình là gì? Không để nó lọt qua bất cứ con gì hết. Và đảm bảo một điều là đi nhanh thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải hy sinh cái đó. Tuy nhiên Santa TV Man farm tiền rất đỉnh, cho nên cái việc đó là cái việc chúng ta không còn sợ hãi nữa. Hiểu không? Không bao giờ sợ hãi nữa. Cho nên nó lọt thì nó lọt là lọt, chơi chơi vậy thôi, kệ nó, chúng ta đừng có quan tâm, đừng sợ. Rồi khi mà các bạn gọi là có gọi là tổng cộng ở đây nha, là hai con Santa level 5 với một con level 4 đó, để yên đó cho bầm, để yên đó cho bầm. Vào lúc này các bạn bắt đầu xây thêm một con nữa và các bạn up nó lên để đảm bảo nó đừng có lọt nghe. Các bạn up con này lên, yên tâm bùm, nói yên tâm là yên tâm, không có gì hết. Và cái gì, và chắc chắn với các bạn là hả, nhanh nhất, đừng lo, bùm giải quyết cho. Đến này các bạn, bây giờ up nè, up con này lên level 4 và con này cũng level 4, đúng chưa, đúng chưa? Hai con level 4. Ủa mày ngủ rồi, mày cho tao nhắc vô tao nói chuyện. Rồi nè, hai con level 4 thì bắt đầu nè, up luôn con này từ level 4 lên level 5. Ổn định rồi đó, ổn định rồi đó. Bây giờ trở lại đây để mà up Santa TV Man lên trước để mà farm tiền tiếp. Ok chưa? Rất dễ làm theo. Và các bạn gọi là các bạn biết hai con unit này nào, nếu mà bạn nào có được á, sử dụng hai con này đi. Rồi bữa sau Bùm sẽ còn hướng dẫn những cái đội hình khác, nhưng mà hiện tại nha, Bùm muốn thông báo với các bạn nha, đội hình này là đội hình đi cái map này nhanh nhất và không bị lọt bất cứ con nào. Thấy chưa, thấy kinh Bùm kỹ năng hướng dẫn những cái đội hình đỉnh cao chưa? Nó như vậy mới gọi là kinh Bùm kỹ năng, hiểu không? Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Đợt mấy đợt vừa rồi sao, bị bệnh trong người, cho nên gọi là khi mà lên làm video á, nó hơi bị rén rén, nó hơi bị kỳ kỳ, nó mất đi phong cách riêng, đúng không? Bây giờ mình trở lại rồi, Bùm khỏe khoắn trở lại rồi, sẽ cho các bạn những cái gọi là ngoài hướng dẫn ra thì còn những cái chi tiết khác và cái gì nữa hả? Trở lại với Bùm hài hước. Ngoài Bùm kỹ năng, ngoài Bùm can đảm, ngoài Bùm hoàn hảo đa, con lá Bùm hài hước, Bùm thú vị. Nó dữ vậy luôn đó nè. Nè nhìn thấy ở đây bắt đầu vô đây tuôn rồi, bắt đầu sợ đúng không? Không có sợ, tao còn như này mà. Nè ợp con này lên level 5 cho Bùm. Rồi làm cách nào để chúng ta có thể nhớ tất cả những chuyện này mà hả, từng quay như vậy khó đúng không? Không cần nhớ gì hết, cứ xây đủ đép và nó vừa vượt qua đúng không? Thì up cái con phía sau này nó chắc chắn không có vấn đề gì hết. Và còn dư thì chúng ta lại up còn Santa TV. Rồi hai con mát này nè, còn có một con cuối mát nữa chừng nhiêu. Các bạn thấy thậm chí là có một hai con này Bùm còn chưa up lên mát mà nó đép được ổn định rồi. Và chúng ta không cần phải sử dụng thêm những cái unit khác để đép gì giai đoạn đầu gì cho nó cực. Không có cần thiết nha. Hai con, một con Santa TV Man, một con Jeff TV Man, dư sức trời. Quay tiếp theo là quay từ 25 đến quay thứ 26 đó, các bạn vui lòng up con Jeff TV Man này lên level mát cho Bùm. Xong rồi làm gì các bạn biết không? Hơi bất ngờ một xíu, chúng ta xây ra đây luôn cho Bùm. Ok không? Rồi bắt đầu up con này lên mát. Nghe kỳ lạ không? Thấy gọi là thấy nó hơi lạ lạ đúng không? Không gì lạ hết. Chút nữa chúng ta sẽ xây qua hai bên này luôn nè các bạn. Bùm mở to nè, xây bên này và xây bên này để giết nó tại khu vực bên ngoài luôn. Vậy mới gọi là cái gì? Chơi map này nhanh nhất. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy lần đầu tiên hả, hướng dẫn mà hướng dẫn gọi là hướng dẫn tới cái đoạn mà gọi là gì, tối ưu tuyệt đối luôn. Và nếu mà các bạn có hai con này, hoàn toàn các bạn có thể làm gì, lập kỷ lục thế giới được luôn. Rồi một con bên này rồi thì cái gì, thì thêm một con bên này nữa chứ gì. Đó, xây đâu xích này làm sao xây đây, không xây xác xíu mà xây đây. Con này tầm đánh nó xa cho nên là xây úp là nó cũng quánh qua được rồi. Úp lên nữa nè, chút nữa các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta xây mà dài dài qua hai bên này đó, nó không còn lọt vô đây nữa. Rồi lúc đó chúng ta mới bán mấy con này luôn, không cần ở dưới luôn. Thấy ghê chưa, quá ghê luôn chứ ghê gì.
cứ xây ra đây, ở dưới đó nó không bao giờ nó lọt đâu. Yên tâm, nghe Bùm nói đi. Bùm chỉ dẫn cho một cái cách cái gì chi tiết cụ thể nhất luôn. Nè, cái mấy con này các bạn thấy trời ơi, trăm mấy chục ngàn máu chắc thua rồi chắc hả? Chắc lọt rồi đúng không? Ý, ghê quá, ghê quá, ghê quá. Không gì ghê, nhầm gì mà ghê. Trời ơi, vô tới đây trăm mấy chục máu, tao sợ mày quá. Nè, nè, tao sợ, tao giả vô cái đầu. Sợ mày, chắc tao sợ mày lắm đó. Nè, gì nữa, ở đây nữa hả? Ghê. Tao úp ở ngoài nè, ra đây xây nữa. Úp ở ngoài này. Rồi một hồi nữa các bạn sẽ thấy là khi mà Bùm giết hết cái đám ở dưới này nè, các bạn sẽ nhìn thấy một cái vấn đề là không còn ai lọt vô nữa. Là các bạn biết là lúc đó là gì? Nhàn hạ, lúc đó là chúng ta có thể đón đầu và giết hết tất cả những cái con ở đây rồi. Quá tuyệt vời luôn. Đúng chưa? Rồi, có tiền thì lại xây qua bên này thôi, gì đâu. Các bạn xây núp ở trong cái gọi là cái cây thông này nghe các bạn, để đảm bảo một điều là nó đỡ bị stun nha. Có thể là có một số con nó stun được các bạn đó, nhưng mà không có thành vấn đề đâu. Chút nữa đi, Bùm gọi là Bùm giải quyết hết dưới này, Bùm không còn quan sát dưới này đi, rồi Bùm sẽ cho các bạn thấy cái cảnh tượng gì chúng ta tiêu diệt ngay từ trong trứng luôn, chứ không có phải là giống như là sợ hãi mà đứng dưới đây núp ló ló nữa. Tao không hề núp ló ló nữa nghe. Thậm chí nè, bán luôn một con dưới này vả gì, ba gá đấy sấy chứ gì. Nào khoan, nhìn nè các bạn, nó thấy không, nó vừa quánh mà được con bên này, con này đánh được bên này. Đấy là cái dấu hiệu để các bạn biết là không có xây ở phía sau, có nghĩa không xây phía sau này nữa, mà chúng ta xây gọi là chúng ta xây dịch ra đây nữa. Đó là cái cách đó nha, cách các bạn nhìn đó, các bạn nhìn đó, coi giờ sao, giờ cứ xây bên này bao nhiêu con thì xây phía bên này bấy nhiêu con. Quay 37 rồi đó mọi người, rõ ràng chưa, canh giết từ ngoài này luôn, không có được vào trong với Bùm đâu, nghe chưa. Rồi nè, quay lại đây nhìn nè, hả, thấy không, thấy không, thấy không, quay ra bây giờ ra một lần bao nhiêu con, cái con gì Botolet 3.0 bây giờ cũng thành là những cái con gì rùi mũi kiến gián. Nhầm nhò gì so với Chef TV Man, bởi vì Bùm mới nói con Chef TV Man này rất mạnh nha. Cái combo này á, Bùm cũng đang bán ở trên cái website bumroblox.net, thì các bạn có thể xem ở trên đó, và Bùm đang giảm giá của nó là 40% luôn nha, rất rẻ luôn. Và đảm bảo với các bạn là tất cả các bạn, bạn nào mà sở hữu được những cái unit này nè, hoàn toàn các bạn có thể lại làm gì, lập kỷ lục thế giới. Chỉ cần 2 con, các bạn đã đón đầu được tất cả những cái toilet ở ngoài này rồi, là coi như là giết ngay từ cái lúc mà nó mới ra rồi, thì chắc chắn là cái thời gian nó nhanh nhất rồi. Còn cái gì nữa mà phải suy nghĩ, đúng không? Đó, thì lúc này là coi như là chắc chắn là nếu mà các bạn mà nhanh tay lẹ mắt đó, là các bạn lập được kỷ lục thế giới luôn. Người xem kinh Bùm là người gì? Là người có kỹ năng gần giống Bùm. Bằng Bùm là không được đâu, chắc chắn là không được. Cái não các bạn không thể bự bằng Bùm được. Kỹ năng các bạn làm sao mà các bạn gọi là so sánh với Bùm được? Cái này không phải là khinh thường các bạn, nhưng mà bởi vì là khi mà các bạn đẻ ra là các bạn đẻ ra 3.5 kg à, chứ các bạn không đẻ ra 7.5 kg 4 kg não giống Bùm được. Cái đó là chuyện không thể. Lo nói chuyện, lo xàm xàm, hồi lẫn lọt vô trong là không có lập kỷ lục thế giới được. Không có thời gian nhanh nhất được. Khó gì khó khăn như vậy. Rồi ra quên nữa. Bây giờ các bạn để cái con dưới này là đối với những cái bạn nào mà sợ mà nó lọt vô đó thì để thôi, còn lại thôi không cần đâu, bán luôn. Rồi ra đây úp giùm Bùm nha. Rồi ở đây chúng ta có nhiêu này, 5 con ha. Xây tiếp con thứ 6 lên, xây vòng cái con người tuyết này nè. Dễ thôi mà, gì đâu. Úp ra mát là bắt đầu đánh được tới đây đúng không, dễ gì đâu. Mời đẹp coi lỡ rồi cái quay, mấy cái quay này á, thì xây bên này cho đủ 7 con luôn đi, rồi quay qua bên kia xây 8 con, xây đại thôi. Để mình Bùm nhắc lại là xây đại thôi, chứ không có cái quy định là nào là bên nào 7 bên nào 8 hết trên nha các bạn. Nó chỉ là đại thôi nghe. Rồi ok chưa, ổn định liền, các bạn thấy không, ra nhiều không, sợ hãi không, không ít như vậy là còn quá ít, Bùm tiếp được hết nè. Thậm chí là con gì ultra laser toilet nè, các bạn thấy nè, nó đi theo các bạn thấy cũng hơi ghê lắm, không nó vẫn không lọt được Bùm đâu. Thấy chưa, bên này thậm chí là có 5 con luôn mà vẫn đép được luôn, quá tuyệt vời. Ủa, đủ hết rồi hả? Đủ hết rồi thì hả, bắt đầu chúng ta bán con Santa TV Man thôi các bạn. Chúng ta bán thôi, bán rồi chúng ta xây thôi. Bạn xây up mát lên 3 cái quay cuối á các bạn, đợi tiền một xíu để chúng ta là bán 2 con Santa TV Man và chúng ta xây cho nó đủ ha. Tuy nhiên các bạn biết sao không, có thể là các bạn bán Santa sớm quá á, thế thì nó sẽ ảnh hưởng tới một điều là nó không thể gọi là nó xây đủ mát, cho nên là các bạn đợi quay thứ 49 luôn nha, tại vì như vậy là đủ đẹp rồi, chúng ta không có vội, không vấn đề gì cả. Hoặc là quay 48 này các bạn thấy đủ thì các bạn cũng có thể bán, rất dễ thôi các bạn ơi. Quá dễ gì đâu, chơi một cái map mà sử dụng có 2 con này là tuyệt vời luôn. Đó. Rồi bây giờ 14.000 tiền, thật ra 14.000 tiền là đủ luôn rồi đó. Bán nè, xây nè, nhầm nhò gì bắt cái đồ yêu này. Rồi, up mát lên nè. Thấy chưa, ổn định chưa. Ủa,
Ủa, chết cha, cái con này nó đi xuống dưới đây được hả? Trời ơi. Rồi, có lỗi xảy ra rồi, có lỗi xảy ra các bạn. Không sao nha, Bùm nói là có lỗi xảy ra nhưng không sao nha. Chúng ta giải quyết nó liền. Lỡ lỗi thì thôi, không có ảnh hưởng gì nhiều đâu. Các bạn coi đi, các bạn coi Bùm giải quyết với vấn đề này. Thậm chí là có lỗi xảy ra vẫn không sao nha. Đâu, không ảnh hưởng gì nè. Nè, các bạn thấy bên này nè. Bên này nó đép xong rồi đúng không? Các bạn bán bên này, các bạn qua bên này, các bạn xây up lên cho Bùm. Lành nhanh tay lẹ mắt, nhanh tay lẹ mắt để làm gì? Để mà giết cái con bot ngay lập tức cho Bùm nha. Rồi các bạn sẽ hỏi là ủa, gì có lỗi gì rồi nói là hả, lập kỷ lục thế giới thì sao? Là tại vì á, cái map này á các bạn, là cái map gọi là nó ra ngẫu nhiên, là do cái lần này Bùm chơi nó ra bên này quá nhiều con mạnh và bên này nó quá nhiều con yếu, cho nên nó mới xảy ra cái tình huống gọi là khó chịu giống như vậy. Chứ thật ra là nếu mà nó ra đều hơn á, là Bùm hoàn toàn Bùm có thể là nhanh hơn cái thời gian này, chứ nó không có bị chậm giống gì đâu. Bùm từng chơi cái map này gọi là 16 phút bao 50 mấy giây mà, thấy không? Ở này hơi lỗi một xíu, đâu có gì lỗi, nhưng vẫn 17 phút 28 giây. Các bạn thấy không? Các bạn thấy rõ ràng không? Vô trong này các bạn thấy nè, không lọt bất cứ con nào nha. Nãy chưa. Ok, hôm nay mới hướng dẫn cho các bạn gọi là chắc chắn đây là cái đội hình tối ưu nhất rồi, tại vì chúng ta đã chặn hai đầu luôn rồi. Có nghĩa là giết Toilet từ ngay trong trứng luôn rồi, cho nên chắc chắn đây là cái đội hình tốt nhất dành cho các bạn nếu mà các bạn nào muốn chơi cái map Nopal này. Còn nếu mà các bạn chưa có và các bạn muốn đầu tư đó, thì trên website bumproblog.net có bán cái combo này với cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Còn bây giờ thì bye bye. Merry Christmas.